tất cả mọi người, xin chào Quang Huy. Phụng Ý rất vui vì chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Studio 1. Quang Huy cũng rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người và gặp lại Phụng Yến trong chương trình ngày hôm nay nữa. Chuyện này lạ nha, lần đầu tiên thấy Quang Huy vui khi gặp Phụng Yến. Lạ gì đâu, tại vì sao biết không, được gặp cô bạn dẫn dễ thương nè, vui tính như Phụng Yến thì tất nhiên là phải vui rồi đúng không? Còn Phụng Yến này, sao hôm nay có chuyện gì mà trông hào hứng quá vậy? Quang Huy không nhìn thấy là đằng sau sự cố gắng trở nên vui vẻ thì bên trong Phụng Yến còn có những nỗi niềm khác nữa hay sao? Vậy hả? Ôi thấy Phụng Yến đang rất là vui mà đâu có thấy gì đâu khác ta. Ê mà có gì Phụng Yến nói ra đi chứ làm gì chôn giấu mình cho mệt. Có Quang Huy là người bạn bên cạnh đồng hành cùng Phụng Yến nè. Thôi nó chỉ chọc Quang Huy thôi chứ thật ra Phụng Yến không có vấn đề gì đâu. Chẳng qua là Phụng Yến có một cô bạn thân mà bạn ấy lại đang rơi vào trạng thái người ta vẫn hay gọi là đau khổ trong tình yêu. Nên Phụng Yến cũng chỉ đang chia sẻ cảm xúc với bạn mình thôi chứ cũng có gì. Mà công nhận nha, con gái mỗi khi buồn á, khi giận á thì cứ tỏ ra là không có gì hết, nhưng mà thật sự sâu bên trong á là nước mắt biển rộng. Ủa vậy thì làm sao tụi con trai tôi biết để mà quan tâm hỏi han được ta? Bởi vậy điều đó đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm nữa đó. Cho nên người ta mới có câu con gái nó có là không, con gái nó không là có. Ế lâu năm như Quang Huy thì sao mà hiểu được. Nè he, lại bắt đầu đâm chọt xuyên xéo tùm lum tùm la đi ha. Huy là Huy cảm thấy yêu đương bây giờ vừa khó và lại cũng vừa mệt nữa, nên hãy chưa có sẵn sàng cho tình yêu thôi. Ủa sao mà lại khó hả Quang Huy? Thì bây giờ đơn giản nè, Phụng Yến cứ giải thích thử coi nha. Tại sao yêu lại cô đơn một mình, không còn ai bên cạnh nữa, là lại nhớ về hình dáng của người xưa? Ai cô đơn, ai không còn ai bên cạnh? Thì ca sĩ Minh Quân nè. Ủa là sao, cũng chưa hiểu lắm. Thì rõ ràng là Huy mới nghe xong bài hát Giáng Xưa của ca sĩ Minh Quân hát nè. Để Huy cho Phụng Yến nghe rồi Phụng Yến mới hiểu được những gì mà Quang Huy nói nãy giờ. Ngày xưa ấy cùng năm tháng mãi xa trôi, những chiều đơn côi chợt vương vui khi em tìm tới. Ôi làm sao không nhớ những hạnh phúc có nhau trong đời. Đó, bây giờ Phụng Yến giải thích coi, tại sao phải bỏ đi, tại sao lại phải chẳng còn ai chứ đúng không? Thì đó là chuyện của tác giả ca khúc chứ làm sao mà Phụng Yến biết được. Nhưng mà nói chứ tình yêu thì có rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc nào cũng êm đềm hạnh phúc thì chưa chắc đó đã là tình yêu đâu. Thấy chưa, gì mà tùm lum tùm la rắc rối khó khăn quá đi. Bởi vậy cho nên Huy nghĩ rằng cứ ở giá vậy là nói chung là tốt nhất cho lành. Thiệt không? Thiệt. Một là ế, hai là chắc cũng có mà giấu tôi. Giấu gì giấu, mà điều tra thông tin của Huy làm gì, lo giới thiệu bài hát đi kìa. Được rồi, tôi sẽ điều tra sau vậy. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng Quang Huy đến với bài hát Giáng Xưa. Chợt vương vui khi em tìm tới. Ôi
làm sao không nhớ niềm hạnh phúc có nhau trong đời. Yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa rời. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Ôi, Phương Yến đang định giới thiệu ca khúc này cho Quang Huy và quý vị khán giả luôn á. Ủa vậy đó hả, vậy đó hả? Mặc dù kinh nghiệm thực tế không có, nhưng mà vốn bài hát thì nhiều lắm mà nghe. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi. Biết em đi rồi, rất xa xa vời, mời hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Sáng em đêm thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Sáng em đêm thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn. Một ca khúc thật là tuyệt vời, 10 điểm cho bạn Quang Huy của chúng tôi. Cảm ơn Phụng Yến rất là nhiều. Chắc chắn là 10 điểm này là 10 điểm cho giọng hát của Quang Huy đúng không? Tôi bất chấp, tụi mày tôi hát hay. À rồi rồi, ok, cho cả hai luôn, là vừa dành cho 10 điểm giọng hát của Quang Huy với lại dành cho 10 điểm là bài hát hay luôn. Không biết là ai đã làm cho Tuấn Hưng phải băn khoăn nhớ nhung, thiệt là những tâm quá đi. Nếu mà Phụng Yến gặp được một người tốt nè, hiền nè, đẹp trai nè, hay nè, thì Phụng Yến sẽ không bao giờ rời xa như bài hát này đâu. Ồ phải không vợ? Hồi nãy còn nghe bảo là tình yêu phức tạp muôn màu muôn kiểu gì mà vui vẻ cả ngày thì không phải là yêu đâu mà, sao tự nhiên giờ nói thì vậy? Thì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh chứ. Mà thôi Quang Huy, mau mau giới thiệu phần biểu diễn tiếp theo của cái khúc này cho quý vị khán giả đi. Chết. Có lỗi với khán giả quá trời luôn á, nãy giờ Quang Huy không có kìm nén được cái sự cuồng nhiệt về thần tượng của Phụng Yến luôn á. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Rồi Mai Thức Giấc, sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn. Nơi ấy từng in dấu chân, có mấy lần trên phố quen
em đến và mang phút giây diệu kỳ ấm êm những ngày qua. Tôi đã được trông thấy em, tôi đã được hôn tóc em, nhưng chỉ là trong giấc mơ êm đềm đã tan trước bình minh. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi, biết em đi rồi rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Sáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Trong giấc mơ êm đềm đã tan trước bình minh. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi, biết em đi rồi rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Sáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Giờ đây tôi hát cùng cơn gió mát, gió theo trái tim xa xôi, biết em đi rồi rất xa xa vời, mới hay tôi vẫn còn mơ. Rồi mai thức giấc chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát. Sáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Sáng em bên thềm, thoáng qua êm đềm, dẫu sao trong mơ vẫn còn em. Quang Huy đây. Quang Huy có biết gì không? Biết gì? Biết gì? Biết chết liền luôn. Trời trời, không nói sao biết, tự nhiên hỏi người ta. Trời ơi, Quang Huy không nhớ gì hết hả? Từ nãy đến giờ tụi mình đã giới thiệu được hai ca khúc nhưng mà lại quên chọn chủ đề của chương trình ngày hôm nay mất rồi. Oh my god, thiệt hả? Sao chị mình quên vậy? Giờ sao đây, hay là mình xí xóa làm lại đi nha. Thôi, đâu có được, đâu có được. Phụng Miến cứ bình tĩnh, để cho Quang Huy xem xét tình hình đã. Bài hát đầu tiên của mình là bài Giáng Xưa, thôi giờ mình sẽ chọn chủ đề là Giáng Xưa luôn đúng không? Bây giờ mình chỉ cần tìm thêm hai bài hát nữa làm sao mà nó cũng liên quan lại được rồi. Ha ha ha, Huy thật là thông minh. Hay dữ vậy ta. Vậy thì Yến đã nghĩ ra là mình phải giới thiệu bài gì luôn rồi đó. Ồ, bài gì Phụ Miến? Giọng gì vậy? À, đã có cô đơn, có nhớ nhung rồi thì phải có than trách nữa đúng không? Ừ. Nhưng mà trong tình yêu thì không hề có khái niệm đúng sai cụ thể, nên cũng chẳng biết trách ai cho được. Đó chính là nội dung của ca khúc Nụ Hồng Hờ Hững do anh Hai Lam Trường thể hiện đó Quang Huy ơi. Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, mà lòng vẫn nhớ, vẫn yêu yêu thương mong manh. Mọi năm bờ cát trắng, chỉ để anh khi tên em. Trái đất cô đơn mưa rông, mình anh ngồi ôm nhớ mong. Nụ hồng thứ mấy dưới bước chân em đi qua, cuộc tình thứ mấy để
đến lúc em trao cho ta. Làm người khách cuối tiễn bước em trên sân ga, nên dòng yêu kiếm phôi vàng đành thôi từ đây cách xa. Chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Nụ Hồng Hờ Hững với ca từ nhẹ nhàng, giai điệu du dương. Nụ Hồng Hờ Hững góp phần khẳng định vị trí hàng đầu của ca sĩ Lam Trường tại bảng xếp hạng làn sóng xanh, đồng thời là dấu ấn khó phai của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và nhóm KTX thời điểm đó, và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng của làn sóng xanh trong những năm 90. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Nụ Hồng Hờ Hững của thì hiện tại, và chương trình Studio Mộc sẽ mang đến một bản phối mới trẻ trung, gần gũi hơn nhưng vẫn thể hiện được sự da diết nhẹ nhàng của ca khúc này nha. Đã đi đến gần cuối chương trình Studio một tháng này rồi, và ca khúc cuối cùng mà Phụng Yến muốn gửi đến các bạn đó chính là một ca khúc rất có ý nghĩa, ca khúc Vùng Trời Bình Yên, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tâm. Và chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe nhạc thật là nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chắc là con Huy và Phụng Yến phải nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình Studio một số tiếp theo rồi. Xin bye chào. Bye.
trôi nặng mang ưu tư khát khao trong tim tháng ngày. Theo mưa rơi lạnh căm, từng đêm em nghe xót xa anh ơi có hay. Giữa bóng tối chập chùng, tình anh như giấc mơ xanh bao hy vọng. Dẫn lối bước em về, dìu em qua đắng cay. Xưa mây đen tan nhanh, mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Khi cơn mưa vụt qua, tình yêu đưa ta thoát cơn phong ba bao giờ. Khuất lấp những đêm dài, mặt trời luôn chiếu soi cho em yêu đời. Xóa hết những nghi ngờ, tình yêu như khúc ca. Từng vòng tay trao hơi ấm, rộn rã đôi tim mừng vui gặp gỡ. Trong ngày mai, nắng say tình sớm. Chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Trời bình